Ý có nhiều thức ăn và nước uống nổi tiếng thì không thể nào mà không nhắc đến pizza Ý. Bia Ý thì lại có Peroni. Rượu vang Ý là một trong những loại rượu nổi tiếng nhất ở trên toàn thế giới. Các bạn có thể biết Barolo là một loại rượu vang rất nổi tiếng và cũng có thể là rất đắt tiền. Và khi nhắc đến nước Ý thì không thể nào mà không nhắc đến Aperol. Aperol là một aperitif ở Ý mà rất là phổ biến từ lâu đời. Ở đây thì họ có Aperol Spritz. Đó là một trong những thức uống rất là phổ biến vào những ngày hè nóng nực và cũng là một thức uống mà Hào rất là yêu thích. Và hãy cùng Hào đến bar, chúng ta sẽ thực hiện Aperol Spritz. Năm 1919 thì Aperol ra đời. Đến 1920 thì nó trở nên một trong những aperitif phổ biến nhất ở nước Ý. Đến tận những năm 2000 thì Aperol Spritz đã trở nên một cái gì đó rất là phổ biến trên toàn nước Mỹ. Và cũng như là những affix, những quảng cáo, những banner về Aperol Spritz. Và các bạn biết không, một điều thú vị là Campari đã mua lại thương hiệu Aperol và để làm lợi thế cho mình phân phối trên toàn cầu. Aperol là một thức uống có rất là ít nồng độ cồn, cũng như một chút hương cam quýt tự nhiên và một chút vị đắng. Aperol chỉ là một trong những thức uống mà Hà rất là thích trong những ngày hè, cũng như là những người bạn bartender Hà. Khi mà chúng ta hẹn hò với nhau trong những ngày off thì đó là một sự lựa chọn mà không thể thiếu. Có thể đây là mùa hè của nước Mỹ nên Hà rất là thích làm những cái cocktail mà về mùa hè, tại vì ở đây rất là nóng. Đặc biệt là Seattle thì rất là mưa và mưa hầu như là mưa quanh năm. Chỉ có mùa hè thì chúng ta có một cái mùa thật là đẹp và rất là nắng, hầu như mỗi ngày nắng. Thế là đó là cũng là một ý tưởng mà để Hào làm nên những cocktail cho những ngày hè. Và Aperol Spritz là một trong những cocktail Hào rất thích khi mà hè đến. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen và học cách làm Aperol nhé. Trong thành phần của Aperol rất là đơn giản, chỉ cần có hai thành phần chính. Thứ nhất là Aperol, có nghĩa là aperitif, Aperol, sparkling wine. Và để thực hiện được Aperol Spritz thì chúng ta sẽ cần những dụng cụ rất đơn giản như sau. Thứ nhất đó chính là jigger. Để được Aperol Spritz thì chúng ta chỉ cần wine glass, có nghĩa là ly uống rượu. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau mix it up with Aperol Spritz. Aperol Spritz là một cocktail mà các bạn chỉ có thể build in the glass. Build in the glass nghĩa là gì? Các bạn chỉ cần đo lường và đổ cái liquor và liqueur vào trong cái glass là được rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thêm ice, chúng ta sẽ không có shake hoặc là stir như những cocktail trước. Thì Aperol Spritz sẽ cần 0.75 ounce Aperol. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cho đá vào ice và cuối cùng là sparkling wine. Các bạn chế đến gần miệng ly là được. Về phần garnish thì chúng ta sẽ garnish Aperol Spritz với một miếng vỏ cam mỏng. Thì các bạn có nhớ là tập trước Hào đã hướng dẫn các bạn peel cái vỏ cam không? Bây giờ chúng ta sẽ thực hành lại nhé. Các bạn sẽ muốn peel cái vỏ nấm quả cam rất là chắc trên tay như thế này. Sau đó đặt cái peel lên đầu của cái quả cam và chúng ta sẽ peel một đường dọc xuống. Sẵn sàng chưa? Và vừa peel thì chúng ta sẽ vừa xoay trái cam. Đừng quên là cắt miếng cam cho nó đẹp. Bước tiếp theo nữa, các bạn không quên, chúng ta sẽ ép cái tinh dầu cam vào cái miệng ly thì cái garnish cũng như là cái tinh dầu cam nó sẽ làm cho cái cocktail của bạn có cái mùi thơm mà bạn muốn, tùy vào cái garnish của bạn, đúng không nào? Bạn thấy tinh dầu bay ra không? Và chúng ta không quên là xoắn, gọi là twist, lơ một dòng miệng ly và thả xuống. Và chúng ta đã có Aperol Spritz.
các bạn thấy không, cái màu rất là đẹp thì nó sẽ đi từ màu đỏ chuyển lên trắng. Những cái hạt bọt, sủi bọt do sparkling wine tạo ra làm cho cái cocktail của mình nhìn rất là thú vị. Một điều đặc biệt là ở Seattle thì đang có một cái campaign, có nghĩa là một cái phong trào chiến dịch là dừng sử dụng ống hút nhựa. Nếu như các bạn có đọc tin tức thì ở Việt Nam thì chúng ta cũng đang có phong trào ngưng sử dụng đồ nhựa. Thì khi mà serve drinks ở Seattle, đặc biệt là Seattle, thì sẽ không có đưa ống hút, chỉ trừ khi mà các bạn yêu cầu. Apple Spritz thì vì lý do là chúng ta build như thế này nên các cocktail nó sẽ làm nó đẹp, nhưng mà các bạn cũng cần một cái stir nhẹ để cho mình làm đều cái cocktail của mình, đúng không? Thì bây giờ họ sẽ dùng cái stick để mà stir nhẹ thì các bạn sẽ nhìn cái màu nó chuyển nhé. Các bạn thấy không, chúng ta đã có apple spritz và màu rất là đẹp, một màu chút cam nhẹ cũng như là những hạt sữa bọt của sparkling wine nhìn cho cocktail rất là thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Rất là refreshing các bạn ạ, đó là một chút ngọt cũng như chút đắng của apple, chút rượu sparkling wine làm cho cái lưỡi chúng ta nó lingering ở trong miệng với những hạt bubbles là những hạt sủi bọt nhỏ. Đây sẽ là một cocktail hứa hẹn đem lại cho các bạn một sự sảng khoái cũng như là giải nhiệt vào những ngày hè. Và cũng như là những bạn nào mà không uống được nhiều rượu thì đây là một cocktail rất là ít nồng độ cồn. Các bạn có thích thú không khi mà đã biết cách làm ra apple spritz? Nếu yêu thích kênh YouTube này cũng như là cocktail mà họ đã làm ra, các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Cũng như đừng quên để lại những comment và những chia sẻ và những câu hỏi của em đặt ra cho Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở Mix It Up tập tiếp theo. Yeah.